đi và nắm được rồi thôi. Đi luôn mà. Sư ơi. Đâu? À đúng mà ông giết tay tao đúng mà. Dốc 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 lên mà. Ông đi bà nó chết nào, đi bà. Đúng mà cái này có lý nha. Đem lại. Đúng mà lần đầu tiên ta bắt con này ông ơi. Đó, đây đây đây, đây nè, lên đây nè, lên đây. Nó xếp bình coi có gì đâu ông trong. Giống mà dao. Không. Nó xếp nè. Đi vào nó xếp tao nó lần nè. Lấy cái gì chụp nó được ngôi. Này, ta kêu ma da nè. Con gì? Ma da. Đó, ai chơi được ta còn qua sau bị ta quất sống mày luôn nha ma da. Rồi hả? Đụng, ê. Nó đâu có đau đâu có bị gì phải không? Tại vì này nó xiết cho thôi. À, hả? Đụng nó xiết mạnh vậy đó hả? Ờ, à, bây giờ bỏ trong bịch. Ăn từ từ, cứ để từ từ lên lấy cái bọc cái đi. Ờ, à, nếu mày đứng đây coi, tao lên tao kiếm bạn nó cho. Ờ, rồi. Còn con gì luôn á. Làm gì vậy? Con mực là mình bắt nó phun dữ lắm á. Đấy hả? Ta còn đúng không thấy nó phun. Con này đâu thấy nó phun đó. Ấy, ta còn này bự chứ, ta còn này nó bán được 700-800 có. Có đó à. Mà con này được ấy, đem về sống á. Còn nữa hả? Ta còn không à, không có cá à. Con này có đá anh ạ. Mắt ta tình quá người. Đi lộn vả để tắc ủi à. Tắc ủi. Hả? Chừng ướt chim. Ướt cái quần kìa. Ướt cái quần cũng nổi. Con gì ghê đi lộn vả. Con này con gì chứ? Ăn được. Con mẹ cái chừng con sứa. Cái gì nha? Thôi con nó bỏ đi, con nó ở trên này nhóc. Cô câu gọi con gì đâu á. Dục lên này nè. Đã nó quấn cái tay bác. Ủa bên chỗ này nó có nuôi không? Nó đụng nó nuôi la đó. Nó có nuôi không á? Làm gì nuôi? Đúng mà. Cái này biển trên bờ này nằm mấy con nè. Không biết luôn. Ừ, nhìn thấy ghê quá. Vẫn trốn dưới đá. Ủa lộn bà mày. Ơ trong một phút ra. Nó trốn đi. Cái con bà nó trốn sau này giờ nó chạy đâu? Hả cháu? Chạy vô hang rồi. Chạy hang à? Ừ. Để đi qua con à? Ước mình quá rồi. Tao chỉ sợ đụng phải con gì hết cháu. Ừ. Con sứa hả? Không phải sứa đâu, sứa nhìn biết liền. Tắc rồi. Bóc dục lên đây nè, tôi bắt cho.
Tôi bắt dục lên đây người nó bắt cho. Ô, đi vô mà. Để nó quấn cái tay. Cái sao? Đấy. Quăng á, nó dính ra tay mà sao mà quăng lên nổi. Bắt bắt bóp xong quăng lên. Ký là những ký, cả hai ký.